Thu Huyền xin chào các bạn. Có người đã từng băn khoăn câu hỏi liệu học tiếng Anh có cần năng khiếu không? Vâng, câu trả lời là không cần có năng khiếu, bởi vì tiếng Việt là ngôn ngữ phức tạp nhất trên thế giới. Chỉ cần bạn có thể nói tiếng Việt, sẽ nhất định nói lưu loát tiếng Anh. Vì phiên âm của tiếng Việt và tiếng Anh gần như hoàn toàn giống nhau, vô cùng đơn giản. Tiếng Anh học không giỏi, hoàn toàn do phương pháp học tập có vấn đề. Chỉ cần áp dụng đúng phương pháp, bất cứ ai cũng có thể thành thiên tài ngôn ngữ. Vậy là 7 ngày học của chúng ta đã trôi qua bài học số 11. Vẫn như lộ trình của bài trước, bạn hãy thường xuyên luyện tập mỗi ngày để nhắc đi nhắc lại bài học trong vòng 7 ngày hoặc hơn nhé. Cố gắng đừng học sang bài tiếp theo trong 7 ngày thực hành. Mẫu câu số 71. Tôi có điều kiện để condition. Có nghĩa là điều kiện. Mẫu câu I have one condition to. Cộng động từ nguyên mẫu được dùng khi muốn nói tôi có điều kiện để làm việc gì. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. Trong quá trình các bạn nghe và nhắc đi nhắc lại, cơ thể của bạn cũng nên di chuyển đi từ chỗ này sang chỗ khác trong phòng, sử dụng các động tác mạnh mỗi khi di chuyển và luôn mỉm cười. Lặp đi lặp lại các bài học này ít nhất 4 lần một ngày. Mỗi ngày, cố gắng di chuyển cơ thể để tim đập nhanh hơn trước khi bạn luyện tập bài học. Và để có thể học tiếng Anh thành công trong vòng 6 tháng hoặc ít hơn, chúng tôi khuyến khích bạn nên nghe lại ít nhất 10 lần cho mỗi lần nghe trong một bài học các bạn nhé! 71. I have one condition to, plus infinitive. I have one condition to listen to you. I have one condition to teach you English. I have one condition to contract with them. Vocabulary. Condition. Contract. Listen to. Some usages. Condition. Without condition. Attach a condition. A prior condition. Conversation. My boss wants to have a meeting with you. But I have one condition. Mẫu câu 72 Tôi đã muốn làm gì từ lâu rồi Khi nói muốn làm gì ta dùng mẫu câu I'd like to Cộng động từ nguyên mẫu Hoặc I want to Cộng động từ nguyên mẫu Nhưng khi muốn nói Đã không ngừng muốn làm việc gì Từ một thời điểm nào đó Ta dùng dạng mẫu câu chia ở thì hiện tại hoàn thành là Have Cộng quá khứ phân từ Và ta thêm từ Always Vào để chỉ ý nghĩa luôn luôn, lúc nào cũng. Và ngoài ra, khi muốn nói, chờ dài cổ để làm việc gì, ta dùng mẫu câu. I'm looking forward to... Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 72. I've always wanted to... Plus infinitive. I've always wanted to meet her. I've always wanted to go there. I've always wanted to take a trip to England. Vocabulary: take a trip. Some usages: sincerely hope, aspire, wish for. Conversation: How about going to Ben Kang Market and shopping together? That's a good idea. I've always wanted to go there. Câu 73 tôi cá là bet có nghĩa đặt cược cá cược vì vậy khi nói chuyện về một việc gì bà ta có niềm tin chắc chắn cũng có thể sử dụng được ví dụ tôi cá là cô ấy sẽ tới đây đấy ta dùng I will bet that she will come here. ngoài ra còn được dùng trong câu nghi vấn như you bet có nghĩa cậu nói thật chứ cậu chắc chứ và cách dùng này mang sắc thái mạnh mẽ hơn cả Are you sure? Sau đây mời các bạn lắng nghe các ví dụ từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 73. I'll bet that plus subject plus verb. I'll bet that she loves you. I'll bet that you can't miss it. I'll bet that he won't get a lot of money. Vocabulary. Miss. Some usages. Serious. Sure. Certainly. Definitely. No doubt. Conversation. I'll bet that she has a lot of money. Are you sure? Mẫu câu 74. Tôi cần một thứ gì đó để làm. Need. Có nghĩa là cần, cần thiết. Mẫu câu I need. Cộng danh từ có nghĩa cần cái gì. Nhưng nếu sử dụng 2. Cộng động từ nguyên mẫu thay cho danh từ sẽ có nghĩa cần làm việc gì. Mẫu câu này được dùng khi nói cần thực hiện một hành động nào đó. Ví dụ, I need a book có nghĩa tôi cần một quyển sách. Nhưng nếu nói, I need something to read sẽ có nghĩa tôi cần thứ gì đó để đọc. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 74. I need something to plus infinitive. I need something to play. I need something to drink. I need something to eat. Vocabulary. Something. Some usages. Thing. Something. Anything. Nothing. Conversation. Can I have something to read? Wait a minute, please. Mẫu câu 75. Bây giờ tôi đang trên đường đi làm việc gì? On. Cộng sở hữu cách. Way. Có nghĩa là đang trên đường. Vì vậy on my way. Có nghĩa tôi đang trên đường. Theo đó, mẫu câu on my way to. Cộng động từ nguyên mẫu có nghĩa đang trên đường đi làm gì. Ngoài ra, ta cũng có thể dùng mẫu câu I'm going to. Cộng địa điểm. Nơi đến. Và khi muốn hỏi anh đi đâu vậy, ta có thể dùng câu như Where are you going? How far are you going? Where are you heading for? Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 75. I'm on my way to... Bus infinitive. I'm on my way to go to the library. I'm on my way to meet him. I'm on my way to play soccer. Vocabulary Way, Him, Meet, Soccer. Some usages Way out, Road, Two way, Intersection, Cross the way, A long way off. Conversation Where are you headed to? I'm on my way to repair my car. Mẫu câu 76 Tôi không có nhiệm vụ làm gì. Place Có nghĩa là nơi, chỗ, địa điểm. Vì thế There is a time and a place for everything. Có nghĩa Tất cả mọi vật đều có thời gian và nơi trốn của nó. Ngoài ra Place Còn được sử dụng với nghĩa, nhiệm vụ, cương vị. Ví dụ, once place có nghĩa là nhiệm vụ của ai đó. Mặt khác, khi xem phim ta cũng có nghe know your place có nghĩa hãy biết vị trí của anh, hãy cư xử cho đúng với vị trí của anh. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 76. It's not my place to plus infinitive. It's not my place to go see a movie now. It's not my place to meet my girlfriend. It's not my place to go shopping now. Vocabulary Go shopping. Some usages. A situation. A standpoint. A footing. Conversation. Can I get you something to drink? No thanks. It's not my place to do that. Mẫu câu 77 Đây đâu phải lần 1, lần 2 Khi nói Đây đâu phải lần 1, lần 2 Ta dùng This is not the first time and second time. Nhưng gần đây từ second time. Bị lược bỏ đi và chỉ còn dùng first time. Vì vậy khi cụm từ Đâu phải lần 1, lần 2 Làm việc gì kết hợp cùng Điều Cộng động từ nguyên mẫu, ta sẽ có câu It's not the first time to. Cộng động từ nguyên mẫu. Ví dụ, đây đâu phải lần một lần hai, tôi giúp đỡ anh đâu, ta dùng not the first time to help you. Sau đây, mời các bạn lắng nghe các ví dụ, từ vựng, một số cách dùng và hội thoại thực hành và nhắc đi nhắc lại nhiều lần cách đọc của người bản ngữ nhé. 77 It's not the first time plus infinitive. It's not the first time to break their promise. It's not the first time to fight with them. Vocabulary. First. Break. Have a meeting. Some usages. First. The first anniversary. The first experience. The first impression. First of all. Conversation. Bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Các bạn hãy thường xuyên luyện tập mỗi ngày để nhắc lại bài học trong vòng 7 ngày hoặc hơn nhé. Cố gắng đừng học sang bài tiếp theo trong 7 ngày thực hành. Trong 7 ngày này, bạn sẽ thực hành nghe đi nghe lại, nghe càng nhiều càng tốt và nhắc lại cho đến khi bạn có thể tự động nhớ tất cả các nội dung của bài học. Như vậy, kiến thức của bạn sẽ tăng dần theo mỗi bài học. Chúc các bạn